Xin chào thầy và tất cả các bạn, em tên là Kim Khánh Linh, lớp IFK45 đang thực tập tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Hôm nay em xin trình bày về nephrocalcinosis. Để hiểu rõ hơn về nephrocalcinosis thì chúng ta sẽ đi qua 8 vấn đề. Thứ nhất, vấn đề 1 là định nghĩa, thứ hai là phân loại, thứ ba là nguyên nhân và yếu tố nguy cơ, thứ tư là cơ chế hình thành, thứ năm là triệu chứng và biểu hiện lâm sàng, thứ sáu là chẩn đoán, thứ bảy là biến chứng và thứ tám là điều trị và quản lý. Điều đầu tiên chúng ta cần phải biết là nephrocalcinosis là gì. Trong nephrocalcinosis ta thấy là đầu tiên là nephro là nó là tiền tố dùng để chỉ cái bất kỳ điều gì nó liên quan đến thận trong những ngữ cảnh y học và sinh học. Cái thứ hai là oxit, nó là một cái hậu tố y học thường dùng để mô tả một trong các loại tình trạng và rối loạn trong y học, như là cái sự tăng trưởng bất thường nè, từ nhiễm trùng, sự lắng động và tình trạng rối loạn và thoái hóa. Tiền tố nephro cộng canxi cộng oxit lại mình kết luận lại là nephrocalcinosis là sự lắng động canxi trong các mô cấu thận và chủ yếu là trong nephron. Cái thứ hai là phân loại. Phân loại mình có hai loại là nephrocalcinosis trong ống thận và nephrocalcinosis trong biểu mô thận. Trong ống thận thường sự lắng động canxi chủ yếu nó xảy ra trong phần tủy thận, đặc biệt là trong các ống luồng xe và ống góp. Ở nephrocalcinosis biểu mô thận thì nó lại lắng động canxi chủ yếu xảy ra trong vỏ thận và phần ngoài của thận. Phần 3 là nguyên nhân và yếu tố nguy cơ. Về nguyên nhân thì chúng ta hãy nhớ là có 4H. Là 4X, đó là hypercalcemia là tăng canxi máu, hyperoxaluria là tăng oxalat niệu, hypopotassiemia là tăng phosphat pháp máu và hypoxyglutaria là giảm nồng độ citrat trong nước tiểu. Yếu tố nguy cơ của nephrocalcinosis thường do ba yếu tố nguy cơ chính, đó là yếu tố di truyền như là hội chứng Partner, hội chứng đen. Về chế độ ăn uống thường do chế độ ăn nhiều muối, oxalat, đặc biệt là thiếu nước và các bệnh lý mãn tính như nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh thận đa nang. Cái phần quan trọng em muốn nói đấy là cơ chế hình thành của nephrocalcinosis. Thứ nhất là do sự quá tải canxi và oxalat trong máu. Nó quá tải cho nên nó dẫn đến nó lại tăng bài tiết ở thận, nó kết hợp với sự giảm citrat, mà citrat nó lại là cái chất ức chế cái sự kết tinh của canxi và oxalat trong nước tiểu, nó giảm cả hai cái cơ chế này nó kết hợp lại thì nó lại là cái môi trường thuận lợi để nó hình thành cái tinh thể canxi và oxalat trong nephron và lắng động trong mô thận, thì gọi là nephrocalcinosis. Qua một thời gian dài thì nó lại lắng động nhiều hơn, nó tạo thành cái mảng lắng động lớn dẫn tới tổn thương thận. Cái triệu chứng gây ra bởi nephrocalcinosis nó thường rất là nghèo nàn và thường không có triệu chứng ở giai đoạn sớm, thường cái triệu chứng nó xuất hiện muộn và nó không có điển hình như là đau lưng, tiểu ra máu, tiểu đục, nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát và suy thận mãn tính. Để chẩn đoán thì chúng ta có hai nhóm cận lâm sàng chính, thứ nhất là xét nghiệm máu và nước tiểu và thứ hai là hình ảnh học. Xét nghiệm máu chúng ta sẽ kiểm tra để nồng độ canxi, phosphat và creatinine. Xét nghiệm nước tiểu thì chúng ta lấy đo nồng độ canxi, oxalat, citrat và pH nước tiểu. Về hình ảnh học thì siêu âm thận để đánh giá sự lắng động canxi, CT scan để xác định chính xác vị trí và mức độ lắng động của canxi và X quang thì thường phát hiện canxi trong thận ở các giai đoạn muộn. Sau đây là một số hình ảnh em tìm kiếm được. Và em có gắn link ở dưới. Cái tấm đầu tiên đó là một cái chụp hình chụp CT từ bệnh nhân có tiền sử lâu dài bị nhiễm toang và ống thận. Đó là hình khi mũi tên chỉ vào, hình ảnh cho thấy là tình trạng canxi hóa ở tủy thận hai bên ở giai đoạn sớm. Còn hình ảnh X quang thì nó chỉ phát hiện được ở giai đoạn tiến triển và đã lắng động rất nhiều ở hai bên mô thận. Sự lắng động canxi thì nó sẽ gây ra ba cái nhóm biến chứng chính là suy thận mãn tính, tăng huyết áp và gút. Và phần cuối cùng là phần điều trị và quản lý theo dõi bệnh nhân. Từ điều trị chúng ta có ba nguyên tắc chính là điều trị nguyên nhân cơ bản, mình quản lý được triệu chứng và chúng ta theo dõi và quản lý các biến chứng của nó. Điều trị nguyên nhân cơ bản thường do cường cận giáp cho nên chúng ta sẽ cắt bỏ cái cận giáp. Do tăng oxalat niệu thì mình sẽ điều chỉnh cái chế độ ăn, sử dụng thuốc ức chế oxalat lại. Về cái triệu chứng thì do nó tăng canxi niệu cho nên chúng ta phải giảm canxi niệu bằng cách sử dụng thuốc lợi tiểu, thường là sử dụng lợi tiểu thiazic và làm tăng cái citrat niệu bằng cách mình uống bổ sung citrat, thường là dưới dạng kali citrat, và uống thật nhiều nước để nó pha loãng nước tiểu để giảm nguy cơ hình thành sỏi. Thì theo dõi và quản lý biến chứng thì mình sẽ theo dõi gì? Mình sẽ theo dõi chức năng thận bằng cách mình đo lường creatinine máu và mức lọc cầu thận. Và sau đó là mình điều trị những cái biến chứng nhiễm trùng bằng cách sử dụng kháng sinh khi cần thiết. Phần trình bày của em ở đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.